Tiêu Chiến từ chối Triệu Lệ Dĩnh để đóng chung với Dương Mịch trong Kiều Tàng. Mới đây ngày 5 tháng 5, các blogger xứ Trung đồng loạt đưa tin về dự án phim mới được chuyển thể từ tác phẩm Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Phim Kiều Tàng do Tencent và Gia Hành kết hợp sản xuất. Nếu đã là Gia Hành tham gia sản xuất dự án phim lớn, thì nữ chính đương nhiên sẽ giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba hoặc Dương Mịch. Chỉ có hai cái tên này trong Gia Hành mới đủ đẳng cấp kết nối cùng Tiêu Chiến trên màn ảnh. Nếu không phải họ, thì có lẽ anh chàng cũng không nhận dự án. Thế nên theo đó, cặp đôi chính sẽ tham gia diễn xuất là Dương Mịch và Tiêu Chiến. Cả hai đều là những cái tên nổi đình nổi đám trong làng giải trí xứ Trung với nhiều bộ phim đạt rating ấn tượng. Nếu thông tin trên là thật, thì Kiều Tàng chính là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác của Tiêu Chiến, Dương Mịch. Khoảng cách 5 tuổi của cặp đôi hoàn toàn không phải là rào cản, mà ngược lại, nhiều người kỳ vọng cả hai sẽ sớm nên duyên để tạo ra những đột phá mới. Đây hứa hẹn sẽ là bộ phim làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ khi sở hữu bộ đôi visual xuất sắc. Tuy nhiên, theo thông tin từ quần chúng Hoàng Dưa, thì rất có thể Tiêu Chiến sẽ diễn ở phim 2, vai nam chính nhưng ít đức diễn hơn nữ chính. Điều này khiến fandom Tiêu Chiến đồng loạt lên tiếng phản đối thần tượng tham gia dự án phim mới cùng Dương Mịch. Một số ý kiến từ netizen xứ Trung: tại sao Tiêu Chiến phải chấp nhận phim 2 vậy? Đây là phim nữ cương à, Tiêu Chiến chỉ diễn phim 2. Tiêu Chiến phù họa cho Dương Mịch, thật không thể tin được. Chắc chắn là phản đối rồi, nếu bình phim thì còn xem xét. Tiêu Chiến comeback với Triệu Lệ Dĩnh mà nhỉ? Do tác phẩm của hai người này, vì cả hai cũng từng đóng phim với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sẽ không đóng nữa ít đức diễn đâu, thà là nam phụ luôn. Theo như tin tức trên, thì Tiêu Chiến nhận lời diễn cùng với Dương Mịch, thế nên anh đã từ chối bộ phim Trường Tương Tư, hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh. Có lẽ vì điều này mà khi tin đồn Tiêu Chiến kết đôi cùng Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới được tung ra, thì ngay lập tức đã bị phía Tiêu Chiến lên tiếng phủ nhận. Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về dự án phim Kiều Tàng. Phim dự kiến khai máy trong quý 2 năm nay. Liệu rằng tin tức Tiêu Chiến nên duyên cùng Dương Mịch trong Kiều Tàng có phải là sự thật hay không? Tiêu Chiến là ngôi sao trẻ đang được nhiều ekip săn đón với những miếng bánh béo bở, nên việc anh chàng kết hợp với sao nữ nào trong tác phẩm comeback sau Trần Tình Lệnh đều trở thành tâm điểm chú ý. Sự nghiệp đóng băng hơn 10 tháng vì bị dư luận tẩy chay khiến Tiêu Chiến lãng phí rất nhiều cơ hội đóng phim. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại, ngôi sao Trần Tình Lệnh đã trở thành cái tên được rất nhiều dự án săn đón. Bàn diễn cùng Tiêu Chiến cũng dần được nâng tầm với những nữ minh tinh nổi đình nổi đám. Xem ra, chuyện Cung Tuấn và Trương Triết Hạ trở thành ngôi sao mới của làng giải trí cũng chẳng làm lung lay đến độ hot và địa vị của Tiêu Chiến. Trước đó không lâu, vào cuối tháng 4, khán giả yêu phim Hoa ngữ được một phen thỏa mãn khi rất nhiều bộ phim đáng chú ý ra mắt trailer mới. Nhưng dĩ nhiên là hai ngôi sao có lưu lượng đỉnh là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn được chú ý nhiều nhất với hai siêu phẩm Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Bằng Vũ Hỏa. So với những trailer trước của Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, lần này Tiêu Chiến có nhiều câu thoại để đời. Biểu cảm và cách diễn cũng làm cho các fan của chàng Ngụy Vô Tiện tin rằng chắc chắn anh và Dương Tử sẽ tạo nên một cơn sốt ngôn tình lớn. Nhiều cư dân mạng đang dự đoán khả năng Băng Vũ Hỏa và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn rất có thể sẽ phát sóng trong cùng một thời điểm. Như thế này, liệu tình huynh đệ trong Trần Tình Lệnh có tương tàn?